Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Ngôi Thử Xổ Số miền Nam thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2024. Thứ tư ngày hôm nay gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải 8 Đồng Nai 79, giải 8 Cần Thơ 77, giải 8 Sóc Trăng 83. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.